Ghét một người cần muôn vạn lý do, nhưng thích một ai đó thì chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ tiếc rằng, con gái càng trưởng thành, càng dễ để những khoảnh khắc này vụt qua trước mắt. Tôi cứ nghĩ rằng một người có hoàn cảnh tốt rồi thì sẽ càng có tư cách để theo đuổi tình yêu, nhưng không ngờ rằng, tìm ở đâu cũng chẳng thấy người phù hợp để tiến tới. Phải chăng càng trưởng thành, các cô gái sẽ ngày càng khó tính, càng không muốn yêu đương? Tại sao những tình cảm thời học sinh lại dễ đến như vậy? Đơn giản là một cái quay đầu, cậu nhìn tôi trong chiếc áo sơ mi trắng, vậy là đã cảm nắng nhau rồi. Nhưng sau khi chúng ta trưởng thành, đi làm thì mọi thứ không còn giống như trước nữa. Một số cô gái đâm đầu vào làm việc, chớp mắt đã vút qua cái tuổi 22. Chớp mắt thêm cái nữa, cảm thấy mình và khoảng cách đến tuổi 30 ngày càng gần. Mong lung về mọi thứ, đắn đo nhiều điều, công việc thăng tiến chưa tới, còn bao điều muốn làm, thế là lại bỏ lỡ những cơ hội yêu đương. Khi con người ta trải qua nhiều điều, cảm thấy đời mình sao mà lắm thăng trầm. Ngày qua ngày, đột nhiên có cảm giác muốn gặp được người phù hợp với mình vô cùng khó, yêu một người rất khó, mà để gặp được người yêu mình lại càng khó hơn. 21 tuổi, bắt đầu một công việc làm thêm vào buổi tối, ngày thì đi học đêm đi làm thêm, cuộc sống cứ vậy mà quay cuồng, chưa một phút ngưng nghỉ, thời gian dành cho bản thân ngày một ít đi, thời gian yêu đương càng không có. Có những lúc bạn tự hỏi đã bao lâu rồi không nghĩ đến chuyện tình yêu, không có một người để dựa dẫm. Sau đó rồi lại thôi, càng lớn lên, bạn càng mạnh mẽ, sớm đã chẳng cần một ai để nương tựa nữa rồi. Càng lớn suy nghĩ càng nhiều, phải cố gắng kiên trì, thật mạnh mẽ để bảo vệ cuộc sống của mình. Bạn kiên trì, mạnh mẽ đến nỗi quên mất bản thân cũng có lúc phải yếu đuối. Thực ra không phải tuổi càng cao, càng khó yêu đương, mà là khi lớn lên rồi, suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân cũng chín chắn hơn rất nhiều. Không thể vô tư như thời gà bông, thích là tỏ tình, quen nhau một thời gian, chia tay thì khóc một trận được nữa. Tình cảm của người lớn đôi khi đi liền với trách nhiệm, với những nghĩ suy và lo toan bộn bề. Càng lớn, người ta lại càng cần tìm một người thực sự phù hợp với bản thân. Thế nhưng chờ một người như vậy, chẳng khác nào ngồi giữa đêm đen chờ trời sáng, chờ đến lúc ngủ thiếp đi rồi, bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh. Video liên quan có lẽ mỗi một cô gái đều từng có những mối tình nuối tiếc của riêng mình. Tiếc rằng đã bỏ lỡ người ấy, tiếc rằng không thể quay lại những ngày tháng bên cạnh người ấy, tiếc rằng vào lúc người ấy chìa tay ra, bạn lại vô tình quay lưng đi mất. Có lẽ bạn vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu, có thể bạn đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu chưa thể tự mở lòng mình, thì dù bạn 20, 30 hay 40 tuổi, bạn vẫn sẽ cô độc mà thôi. Càng trưởng thành càng cô đơn, suy cho cùng vấn đề là ở chính bản thân mỗi người. Bạn có còn tin vào những câu chuyện cổ tích không? Con đường tình yêu ngày càng gập ghềnh, bạn chọn đối mặt hay rẽ sang hướng khác? Phải nhớ rằng, khi bạn thực sự sẵn sàng bùng cháy với tình yêu, người phù hợp sẽ tự nhiên tới. Phương Dung, theo thế giới trẻ Let's Explore.